đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã kết thúc vòng bảng của AFF Cup năm nay. Chúng ta đã giành quyền lọt vào vòng bán kết. Chúng ta thắng 3, hòa 1, ghi được 9 bàn thắng, không để đòn lưới bàn nào. Nhưng lại chỉ có được vị trí thứ nhì thôi. Vì đội đầu bảng Indonesia là đội bóng có nhiều bàn thắng hơn. Họ có hiệu số bàn thắng như chúng ta cũng dương chín nhưng họ có bàn thua đấy, nhưng mà họ lại có ghi nhiều bàn thắng hơn và ở cái lượt trận cuối ấy, thì cái việc họ thắng đội tuyển Malaysia là một bất ngờ bất ngờ ở đây là chỗ là Malaysia tự nhiên suy sụp quá đúng không anh Huy nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta phải đối mặt với Thái Lan thì nó cũng là một cái chuyện nó vẫn thường thấy trong bóng đá thôi cái cách tính mà thì thậm chí người Thái Lan người ta cũng tính như chúng ta là người ta cũng tính là hai đội chắc là dành sức để mà gặp nhau chung kết đấy nhưng mà thực tế là nó không phải như vậy thì cũng không sao cả, gặp nhau sớm thì đỡ phải gặp nhau sau, đúng không? Thì bây giờ tôi với anh sẽ mở đầu chương trình này bằng cái việc nhìn lại cái hành trình của đội tuyển Việt Nam ở những cái lượt đấu đã qua. Chúng ta đã có những con số, chúng ta đã có những màn thể hiện. Với anh thì cái kết quả đó của đội tuyển Việt Nam nó nên được nhìn nhận như thế nào? Liệu có thể gọi là chúng ta đã thực hiện được một cái gọi là màn trình diễn đủ hay chưa? Tôi cho rằng là như vậy là là yêu cầu. Bởi vì cái điều mà chúng ta mong muốn là đội tuyển sau khi phải gồng mình đá các trận đấu ở vòng loại thứ ba cấp trở về đây thì có một lối chơi chủ động hơn và áp đặt. Thế thì rõ ràng là cái đường hướng của ông Băng Sơ chúng ta thấy có một cái sự chuyển đổi. À, trước đây uh, khi mà chúng ta vô địch AF Cup năm 2018 thì đội bóng vô địch đấy nhưng mà chúng ta vẫn thấy là ông Park hay có kiểu đưa người ta vào bẫy chứ còn để mà có một tư duy tấn công một cách chủ động từ vòng bảng thì cũng không thấy rõ ràng à, đến giải lần này thì ngay trận gia quân gặp lào đã thấy một cái tư tưởng khác rồi đến trận đấu với malaysia thì nhận diện một cách rõ hơn đội tuyển hoàn toàn thể chơi áp đặt chủ động dẫu rằng là có một số mắt xích thì vẫn cần phải hoàn thiện trong đó cái vị trí tiền đạo cắm chẳng hạn là cũng chưa được như chúng ta kỳ vọng dẫu vậy thì vẫn chơi một thứ bóng đá rất là chủ động và cho đến trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng gặp campuchia thì đã thấy một cái nhận diện thật là rõ ràng đội Việt Nam đã có một cái tư duy chơi kiểu khác tức là khi trở về Đông Nam Á thì chúng ta xác định mình là đội đương vô địch và đá một cách rất là chủ động tất nhiên là qua mỗi trận đấu thì vẫn cần phải có những cái rút kinh nghiệm và hoàn thiện nhưng đến bây giờ thì tôi cảm nhận như vậy là hài lòng và đã yêu cầu à, thế còn cái việc mà chúng ta không nhất bảng được thì xin thưa là trước trận đấu tất cả mọi người đều có cái tính toán rằng là 4-0 là chắc chắn là kiểu gì mình cũng đầu bảng rồi nhưng ai ngờ Malaysia lại sụp đổ ghê gớm như vậy một cái trận đấu mà Malaysia dù sao cũng là đội bóng cũng đã gây ra rất nhiều khó chịu cho cả Việt Nam lẫn Thái Lan nhưng mà cái lệnh chưa lâu đâu nhưng mà đá với Indonesia dẫn trước mà cuối cùng lại sụp đổ đến 1-4 thì chẳng ai ngờ được tóm lại đấy là cái chuyện mà không thể trách móc ai được và tôi nghĩ rằng là do Malaysia sụp đổ như vậy thôi chứ cũng cũng không rất là khó nói trước cái câu chuyện này thế còn cái việc mà ở Việt Nam gặp Thái Lan ngay từ vòng bán kết nhiều người cảm thấy tiếc và cảm thấy có gì đó nó chưa trọn vẹn thì cũng dễ hiểu thôi bởi vì đây là hai đội bóng nói thẳng ra vẫn là hai đội mạnh nhất của đông á nếu mà gặp nhau chung kết thì thật là trọn vẹn nhưng mà biết làm sao được bây giờ gặp nhau ở đây thì thì nói là ngại với cả sợ thì chẳng ai sợ ai cả nhưng mà sẽ cho vẹn hơn nói vậy chứ bóng đá thì luôn luôn cần những cái tính toán mà trong cái phạm vi của mình nếu chúng ta nếu mà chúng ta coi đây là một trận đấu mà có thể khiến hai bên sứt đầu mẻ chán thì cũng cũng là không sai thế thì cái sự đồng bài chán đấy nó rơi vào cái trận cuối cùng phải hay hơn không nhưng mà thôi thì mình chấp nhận tất cả mọi chuyện nhưng mà đúng là nếu như gặp nhau ở ở chung kết thì nó cho vẹn hơn vậy thôi chứ cũng chẳng ai sợ ai và lo ngại gì cả đúng cái tâm lý đó tôi nghĩ rằng là tâm lý mà chúng ta hoàn toàn có thể uh, chia sẻ với uh, đội tuyển đây là lúc mà chúng ta có cái gì mà phải phải sợ đúng không ạ gặp ai thì cũng cũng vậy cả thôi nhưng uh, cái cách tính toán là cái điều mà chúng ta vẫn thường thấy trong thế giới bóng đá và đúng là nếu như mà gặp nhau trong trận đấu cuối cùng để mà quyết đấu để đem dồn tất cả những gì có thể ra trong một trận chút hết ra đi thì nó khác với việc mà bây giờ chút hết rồi xong lại còn một cái 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 trận rồi. gọi là gọi là trận danh danh hiệu nữa đằng sau nữa thế thì cái đội gặp mình đằng sau đấy sau khi gặp gọi là mình đã gọi là tung hết sức ra rồi lại còn kiệt quệ con người nữa chẳng hạn thẻ phạt nếu có thể xuất hiện thì rõ ràng là mình thiệt chứ thì mình không? thiệt có thể ông ghê là được hưởng lợi đúng rồi đấy. thế thì nói ra thôi cái việc đấy từ từ chúng ta sẽ 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 nói à, với với cái hành trình của đội tuyển việt nam ấy thì chúng ta như vậy là thắng lào hai không này thắng uh, malaysia ba không này hoài indonesia không đều này và thắng lượt trận cuối campuchia bốn không à, với tôi thì trận malaysia là một trận hay sau nhiều năm đối thủ đó là đối thủ mà chúng ta muốn thường thắng nhưng cái cách thắng của chúng ta ở những lần trước như cách mà anh nói là chúng ta phải lừa họ vào một cái bẫy nào đó wow. nhưng ở cái trận vừa rồi ấy, là lần đầu tiên trong nhiều năm ấy, là chúng ta thắng một cách biệt lớn này và thắng bằng cái cách mà chúng ta tạo ra cái sự áp đặt wow. với một lối chơi nó nhuyễn và có nhiều bàn thắng đẹp và tôi cho rằng đấy là trận thắng khiến chúng ta hài lòng nhất và bên cạnh đó là trận đấu mà có thể nói là chúng ta không thành công không thành công tức là không không thật sự hài lòng ấy đó là trận hòa indonesia không đều có thể vì trận đấu đó mà chúng ta mất đi ngôi đầu bảng đó là một vấn đề nhưng có vẻ như đấy là trận đấu mà chúng ta không không lường hết được cái sự gọi là khó chịu khó của chịu của xe. đối phương và chúng ta không ghi được bàn thắng nào cả dù chúng ta vẫn luôn luôn ta duy trì được một cái khả năng kiểm soát cũng như là tạo ra một sự áp đặt tương đối lớn rõ ràng là như vậy và cái mật độ 3 ngày một trận ấy thì um, cộng với cả việc việt nam đá rất tốt trước Malaysia nhiều năm nay chưa bao giờ đá được áp đảo như vậy thì khiến cho tôi có một cái cái suy nghĩ là cái thăng hoa cái điểm rơi phong độ của anh em ấy ở vòng bảng là đặt vào trận đấu đó cũng dễ hiểu thôi bởi vì trước khi giải đấu diễn ra thì nhìn cái khuôn mặt bảng này thì cũng biết Indonesia đang có xin tay ông là cũng đang có vẻ như củng cố lại nhưng mà nhìn thì chúng ta cũng nếu mà coi một trận đấu nào để mà dồn sức thì chính là trận gặp Malaysia bởi thế anh em thăng hoa quá và gặp trận Indonesia gặp cái lối chơi từ thủ dày đặc như vậy thì mình vẫn là cửa trên nhưng mà cái sự thăng hoa nó khó diễn ra ở hai trận liền nhau mà cách có 3 ngày thôi thì tôi nghĩ rằng là không thăng hoa cũng là một lý do mà chúng ta không không thắng Indonesia họ chơi một thứ bóng đá rất là khó chịu đá đến năm hậu vệ và ba thì về phòng ngự và xin tay ông cũng nói thẳng là Indonesia trình độ không thắng được Việt Nam thế thì chúng tôi cố gắng kiếm một điểm và họ đã triệt để tuân thủ cái chuyện này thì đúng là trong cách chơi thì có vẻ như Việt Nam cũng bất ngờ không nghĩ rằng là đội bạn này có những cái lột xác như vậy từ một Indonesia luôn luôn có những thủ tài năng nhưng mà vô tổ chức và có vẻ là mạnh về công hơn là thủ thì bỗng lột xác thành một Indonesia mà không cần tấn công chỉ có phòng ngự và phá lối chơi như vậy thì tôi cho rằng là 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 chúng ta đúng là cũng không lường hết mọi chuyện và cái điểm rơi nó cũng rơi hết vào trên gặp Malaysia rồi thế rồi cũng phải nói một cái chuyện là thế này hai ông huấn luyện viên nhà Hàn Quốc là cũng tôn trọng nhau nếu như đấy là trận chung kết gặp nhau thì tôi tin là Việt Nam vẫn đá tới cùng và thắng được nhưng mà dù sao cũng trong bối cảnh là chúng ta đã đút túi 6 điểm rồi hiệu số bàn thắng thua cũng là dương nam rồi gặp họ thì một trận hòa không đều thì mình cũng nghĩ là không chết ai cả và mình cũng nghĩ rằng trong cái tâm thế là Việt Nam kiểu gì cũng có thể giải quyết được cái trận Campuchia với tỷ số đậm để mà chúng ta đi tiếp không ngờ là Malaysia cũng lại thua 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 quá là đậm như vậy trước Indonesia ờ, thì tôi cho rằng là trong bối cảnh mà hai huấn luyện viên đều là người Hàn Quốc trọng tài cũng là người Hàn Quốc thì cái trận đấu mà Việt Nam bị đội bạn gọi là phá lối chơi và đồng thời là họ đã họ chỉ có phá thôi để mà chúng ta không thắng được là cũng dễ hiểu thôi ông Park cũng có hành những sự tôn trọng và đó cũng chưa phải là trận đấu cuối cùng để mà Việt Nam đá đến tận cùng thành ra là là bị hòa và cũng lại nói đến ông trọng tài Hàn Quốc thì thực ra hiệp một hai cái quả đạp rất nguy hiểm như vậy thì tôi cho rằng là với rất nhiều người xem bóng đã khách quan là ít nhất là một thẻ đỏ với hai quả đạp đấy nhưng mà chỉ thẻ vàng thôi thì cũng là trọng tài Hàn Quốc chúng ta cũng hiểu với nhau là cái gì nó nó quá phản cảm thì chắc mới thẻ đỏ chứ còn ông trọng tài Hàn Quốc cũng hiểu là cũng, cũng cũng, không nên đẩy cái trận đấu nó lên đến mức quá căng thẳng giữa hai huấn luyện viên Hàn Quốc để đối chọi với nhau như vậy. Ờ, nhân việc mà anh nói đến đội tuyển Indonesia với cái sự lột xác về mặt kết quả cũng như phần nào đó là cái màn trình diễn của họ ừ. kết quả của họ rõ ràng là rất là tốt vì họ đầu bàng, họ ghi nhiều bàn thắng nhất đúng không? Ừ thì uh, tôi muốn anh em mình cùng chia sẻ về cái câu chuyện về bức tranh của Đông Nam Á uh, nó nó đang có những cái chuyển dịch mà tôi cho rằng nó là tích cực và với thực tế của cái diễn biến AFF Cup năm nay ấy, thì như vậy là Indonesia uh, cũng như Singapore hoàn toàn có thể tạo ra được một cái một cái cái, cái trật tự mới bởi vì thái lan và việt nam là đi vào gọi là một góc khăn đài rồi đúng không một trong hai đội sẽ bị loại đúng không ạ thế thì thế thì cái, 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 cái cơ hội để giành vị trí cao của indonesia hoặc là singapore là là rất rõ rệt và cái cách tiếp cận các trận đấu của họ thì nó có những nét rất là tích cực nó rất hiện đại nó có sự trẻ trung của của một cái thế hệ mới đúng rồi và bàn tay huấn luyện đấy, ảnh hưởng của các huấn luyện viên có đẳng cấp với trường hợp của Shin tây an là hết sức rõ ràng thì tôi nghĩ rằng là đây là lúc mà bóng đá việt nam bóng đá việt nam thì đang có một cái sự khẳng định nhưng bóng đá khu đông nam á thì cũng đang có những cái chuyển dịch mà nhìn vào đó thì chúng ta có nhận thấy rằng là uh, chúng ta cũng sẽ phải làm việc hết sức tích cực nếu như chúng ta muốn duy trì cái vị thế của mình đúng là như vậy tức là họ rất biết người bê ta trong bối cảnh mà họ biết rằng là Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội mạnh toàn diện và đang vẫn là xứng đáng là hai đội mạnh nhất thì họ chơi theo kiểu của của mình. Ở với Indonesia thì là một lối đá rất là căn cơ. Ở đấy, một cái đội bóng mà trước đây vô tổ chức nhưng bây giờ kỷ luật được thiết lập lại và cầu thủ của họ thì vốn là cũng nhiều kỹ năng đá bóng nhưng mà trước đây là chiến thuật kém rồi là đặc biệt là phòng ngự là hay bị hở Thì bây giờ là họ đề cao cái tính kỷ luật. Có cái gì đó rất giống với Việt Nam khi ông Park đến với chúng ta trước đó cũng là lực lượng mà chẳng ai có thể nói là yếu kém được cả nhưng mà cái sự sắp đặt đôi khi nó không hợp lý đôi khi nó có những cái cảm tính trong việc tổ chức trận đấu nhưng bây giờ rõ ràng rất lý trí và những cái gì gọi là điểm yếu của mình thì được được giảm đi một cách tối đa còn điểm mạnh của mình thì được phát huy những cái gì tốt nhất thành ra là đúng là tôi tôi liên tưởng đến chính là đội việt nam chúng ta thời điểm mà trước và sau khi ông park đến thế còn với singapore thì sau khi họ có một cái thành công đến bây giờ số lần vô địch vẫn là gấp đôi việt nam ấy chứ ờ, nhưng mà bởi những cầu thủ nhập nhập tịch ở những người gốc phi gốc châu âu gốc úc thì bây giờ họ cũng nhìn nhận là để mà tiến xa thì phải xây dựng lực lượng trẻ trong nước và cách làm họ là dựa vào những cái gì ưu việt nhất của, của các cầu thủ trẻ singapore lựa chọn thể hình lựa chọn một cách chơi rất là hiện đại để mà có một cái sự ở ngăn nắp trong cách chơi và, và một cái sự chuẩn mực nhất định để mà biến những cái gì vốn là cái ưu điểm của đất nước họ thành một cái ưu điểm trong bóng đá cái sự ngăn nắp, cái sự sắp xếp và tính tổ chức thì tôi nghĩ rằng là qua trận đấu với Thái Lan thì cũng phơi bày những cái điểm yếu của họ nhưng mà cơ bản là họ đá thế này cũng là biết cách phát huy những gì tốt nhất của mình rồi à, Chúng ta trở lại với đội tuyển Việt Nam à, Chúng ta đã có 9 bàn thắng sau 4 trận đấu đã qua à, Có ba cầu thủ ghi được hai bàn Đó là Tiến Linh, là Công Phượng là Quang Hải à, có ba người ghi được một bàn là Tiến Dũng, Hoàng Đức và Phạm Văn Đức và trong số những cầu thủ đã ghi bàn này thì có thể hiểu là chỉ có một mình Bùi Tiến Dũng là cầu thủ phòng ngự thôi. À, nếu như gọi là khắt khe một chút nữa thì có thêm Hoàng Đức đúng không? Bởi vì Hoàng Đức đá ở vị trí trung tâm và thường là đạt thấp hơn so với các tiền vệ khác. Thì cái phần còn lại là các thủ tấn công cả. À, với anh thì như thế liệu đã có thể coi là hàng công hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Uh, nhất là khi mà chúng ta nhìn ở góc độ là chúng ta chưa ghi đủ số bàn thắng Để mà có thể gọi là trở thành đội ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng Với tôi thì đấy là một bức tranh mà tôi cảm thấy hài lòng Bởi vì các vị trí ghi bàn rất là đa dạng nó cũng không tập trung vào một ai cả và cũng cho thấy là chúng ta có nhiều cái hướng đánh và thực tế chúng ta cũng đã triển khai rất nhiều phương án tấn công đội việt nam là bước vào giải lần này với một tâm thế là sẽ đá một cái kiểu khác trước tức là có một sự áp đặt một cái sự chủ động hơn và chúng ta thấy trong các pha tấn công thì hậu vệ cũng hay lên tham gia biên cũng tấn công nhiều đấy vai trò của tiền đạo cắm thì có thể là mờ nhạt ở một số trận đầu thì tiến linh cũng đã có một cái lên tiếng rất kịp thời và chúng ta đâu đó cũng có thể liên hệ đến trường hợp của lê công vinh năm 2008 công vinh cũng bắt nhịp rất là chậm nhưng mà vào sâu thì ghi những bàn thắng rất là quan trọng để mà giúp cho việt nam chúng ta vô địch và còn có một yếu tố nữa nhé nó rất là ngẫu nhiên việt nam đá với thái lan ở aff cup đến bây giờ tôi nhớ là tại các giải cúp cũng như là cúp Tiger trước đây chỉ thắng được có hai trận thôi nhưng mà hai trận đấy thì đều rơi vào cái vòng bán kết mà bốn đội tham gia là bốn khuôn mặt giống hệt như năm nay Thái Lan Việt Nam Indonesia và Singapore đấy ừ. chúng ta nhớ lại mà xem năm 98 98 thắng được 3 0 cũng là giải đấy 2008 thắng được thì cũng là bốn ông này vào bán kết rất ngẫu nhiên đấy. Vâng. Ờ, chúng ta có 9 bàn thắng với những cái tên mà tôi đã nêu lên ở trên chúng ta có hai quả đánh đầu của phan văn đức và bùi tiến dũng có nghĩa là những quả tạt của chúng ta không phải là không có ờ uh, mục tiêu và cũng không phải không có những cái phương án đóng bổng nhưng uh, những quả đánh đầu đó lại chưa hoàn toàn là của vị trí trung phong như là trường hợp của tiến linh đấy là một đấy là một ý nhưng cái ý quan trọng hơn ấy tôi muốn nói ở đây là các phương án tấn công của chúng ta từ những phá bóng cố định của chúng ta là chúng ta chưa có bất cứ một bàn thắng nào tất cả các quả phạt góc của chúng ta là không có được một tình huống nào uh, thực sự đáng nhớ cả những quả đá phạt trực tiếp của chúng ta cũng không chúng ta khá hơn ở những cái tình huống mà tổ chức tấn công trực diện hoặc là đưa đội bóng xuống nách trung lộ và sẽ ngược lên để rồi có những cái phương án từ tuyến hai thì đấy là những pha bóng mà chúng ta có vẻ như là đang rất là trôi chảy anh có nghĩ là chúng ta cần phải rèn thêm những cái pha bóng cố định không bởi vì nhất là những cái trận đấu căng thẳng với thái lan chẳng hạn có tính cân bằng với 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 đối thủ ngang tầm chúng ta và thậm chí là ở vòng chung kết khi chúng ta gặp phải một đối thủ mà có thể là lại tiếp tục đá phòng ngự dày đặc như Indonesia hoặc là đá gọi là phòng chống bóng bổng rất tốt như là Singapore chẳng hạn thì chúng ta cần phải có thêm những cái phương án. Ờ, thực ra như thế này thì tôi lại thích bởi vì cái kiểu của ông bác là hay thích dấu bài ờ, và một cái trận đấu mà chúng ta ghi bàn hàng loạt chúng ta thắng đậm rồi lại có những cái điểm nhấn bằng các bàn thắng đẹp từ đá phạt hay phạt góc ấy chưa hẳn nó đã hay ờ, những cái tình huống cố định đương nhiên là tôi biết là cả một quá trình vừa rồi đội tuyển việt nam vẫn tập kỹ và tôi thích rằng là ở thời điểm khó khăn khi mà những tình huống cố định nó trở nên rất quý báu thì chúng ta có thể tạo ra khác biệt từ những pha cố định nó đến từ vòng knockout tôi thích hơn và phần nào đó cũng giữ được cái kín của mình không bị bộc lộ ra rằng là ở, ai đó có thể đứng trước pha bóng cố định và có thể ghi bàn cho việt nam hoặc là những tình huống cố định thì nên chú ý vào ai đó thì tôi tôi thích một cái nó 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 bí mật như bây giờ thực ra đội Việt Nam có nhiều cầu thủ có thể đá phạt ghi bàn cũng có nhiều cầu thủ đá những quả phạt góc rất là là nguy hiểm và cũng có nhiều phương án để mà cắt những đường bóng đấy thế thì tôi thích những cái đấy nó nó sẽ hiện ra từ vòng lúc ao hơn là nó lộ ra từ vòng bảng vòng bảng chúng ta cũng bảo đảm một hiệu suất ghi bàn khá là cao và đến từ nhiều hướng nhưng mà những cái gì đấy gọi là là quyết định từ trông chờ từ những pha cố định thì nó lộ ra sau thì hơn nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà có được những cái quả đá phạt trực tiếp mà thành bàn ấy thì trước tiên ấy, chúng ta cần phải tổ chức phối hợp tổ chức cầm bóng đột phá ở khu vực trung lộ ở nách trung lộ nhiều hơn nữa thì mới có thể tạo ra được những tình huống rối rắm cho hàng thủ đối phương tạo ra những cái bức xúc cho hàng thủ đối phương những cái lỗ hổng có thể xuất hiện và buộc họ phải phạm lỗi thì chúng ta mới có nhiều hơn những cái cơ hội kể cả penalty cũng như là những tình huống đá phạt có góc sút thuận lợi và việc thứ hai ấy, là những tình huống làm tường của các trung phong để làm thế nào đó chúng ta tổ chức được những quả sút ra nó có thế tốt hơn ví dụ như trận đấu gặp indonesia là chúng ta sút cũng tương đối nhiều nhưng gần như chỉ có một lần duy nhất sút trúng thành thôi và với hiệu suất sút bóng như thế thì khả năng thành công của chúng ta đương nhiên là rất thấp thế nên tôi nghĩ rằng là cái việc này chắc là huấn luyện viên Sơ và các cộng sự cũng sẽ phải có sự chuẩn bị cho các tuyển thủ để chúng ta có được một cái thế đá phương án đá làm sao cho nó hiệu quả nhất trước đối thủ tới đây là thái lan đúng không ạ và cũng hy vọng là cái khả năng giữ điểm chúng của môn là phải cao hơn thống kê thì việt nam là đội sút bóng rất nhiều nhưng mà cái 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 số tình huống sút chúng của môn ấy là bị xếp xuống thứ năm ở giải đấu lần này, này ở vòng đấu bảng đó đấy. chính là cái ý là tôi muốn nói chỗ là cái khả năng tổ chức các cái 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 cách cái, 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 cái dàn dựng để các cái pha bóng ấy để làm sao đó chúng chúng ta phải có một cái phương án cho tuyến hai lên nó phải rõ ràng mạnh đạch hơn chúng ta đã ghi bàn từ tuyến hai đấy nhưng mà nó vẫn chưa đủ cần phải có cái cái sự sắc bén hơn nữa à, thôi thì đấy là đấy là 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 về những bàn thắng và những tình huống ghi bàn thế còn về vấn đề con người và vấn đề nhân sự của đội tuyển Việt Nam ở chặng đường đã qua theo anh thì ban huấn luyện đã sử dụng con người nó thực sự là chính xác, thực sự là tối ưu và đặc biệt cái việc thay người của ban huấn luyện nó đã hợp lý chưa? tôi thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thay người của đội tuyển Việt Nam ấy, hay nói khác là cái phương án gọi là của phương án 2, phương án ba nó có vẻ như nó không được gọi là 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 bén nhọn lắm ở đây nó như là cái việc mà thay cho nó gọi là gọi là, gọi là rút anh em ra được nghỉ ngơi ấy. chứ còn các cái phương án vào thay người ấy là chúng ta thường thấy là không có tính đột biến cao và trong tất cả các bàn thắng của chúng ta thì gần như chỉ có cái bàn thắng của Hoàng Đức là bàn thắng ở cái đoạn đoạn cuối của trận đấu thôi. đó thì tôi nghĩ rằng là đây và Hoàng Đức lúc đó thì đâu có phải là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đâu. thế thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải cần phải phải, phải xem xét lại liệu đó có phải là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang Seo còn còn che giấu điều gì không? tôi nghĩ là không. chúng ta cần phải cải thiện nhiều hơn là cái việc mà nhìn đó là cái việc mà chúng ta đang giấu một cái gì đó tôi thì tôi vẫn thấy là ông park ông ấy luôn luôn muốn tạo ra những cái gì đấy bất ngờ và bản thân chúng ta vẫn nói với nhau rằng là đội việt nam thời ông park ấy thì ông ấy không rèn cho chúng ta những cái miếng đánh tủ đấy những cái miếng đánh tủ là 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 không có nhưng mà đội việt nam hay an bàn trong những khoảnh khắc tỏa sáng và những cái gì đấy khiến cho đối phương giật mình đối phương bất ngờ ờ, thành ra là một cái gì đấy mà chúng ta mong chờ theo lớp lang mà nó chưa diễn ra vòng bảng ấy có thể đấy chính là ý tưởng của ông park ông ấy cứ làm cho mọi thứ nó rối tung lên và tức là trong đầu mạnh hoạch định một cái suy nghĩ Việt Nam vượt qua vòng bảng là điều không phải suy nghĩ tức là Việt Nam kiều diễn qua vòng bảng và vòng bảng có thể là một cữ giờ của chúng ta để mà anh em sới sáo rồi là hoàn thiện bản thân mình hơn làm nóng bản thân mình để mà những cái gì một đội bóng để mà vô địch thì điều quan trọng là những cái chặng đường cuối cùng là phải đá tốt mà chúng ta đừng quên rằng là nó không chỉ là một trận bán kết và một trận chung kết nó là hai trận cơ Đấy. Nó có rất nhiều cái biến có thể xảy ra Có thể là với tính chất mà lại phải lôi nhau đến hai trận cũng cùng một mặt sân Nó nhiều sự nhàm chán lắm Thành ra là những cái gì thuộc về cảm xúc, thuộc về bung ấy, Độ bung là có thể là bắt đầu vòng đấu vào mới, mới thực sự Giải đấu mới thực sự bắt đầu ở Việt Nam Có thể là trong suy nghĩ ông cũng là như vậy Vâng, đó cũng là một cái cách gọi là suy nghĩ Đó là một cái cách để có thể nhận diện về những gì mà đội tuyển Việt Nam đã trải qua Bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên mà FF Cup diễn ra ở một quốc gia nhưng mà các trận bán kết, các trận chung kết tức là các trận, các trận đấu vòng knockout này vẫn sẽ đá hai là trận đi và về. À, nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao nó lại duy trì cái mô hình đấy? thì đây thứ nhất phải trả lời là cái mô hình này, cái format thi đấu này là được duy trì trong rất nhiều năm rồi à, và mà trước đây thì đá là sân khách sân nhà để đảm, ừ. đảm bảo cái gọi lợi thế, cái quyền lợi cho các đội tuyển. và bên cạnh đó thì số lượng trận đấu ấy thì là cái quyền lợi của nhà tài trợ của những người gọi là tạo ra nguồn lực tài chính để giúp tổ chức một cái giải đấu như thế này một giải đấu dành cho một cái khu vực cả trăm triệu dân đúng không mấy trăm triệu dân như thế này thì cái ảnh hưởng nó ghê gớm lắm chúng vâng. ta cũng phải đảm bảo tài chính cho cái quyền lợi vậy cho thì người ta từ những cái ý như vậy cộng với cái việc mà nhiều anh em xem ở là ông park hiệp hai trận gặp campuchia nó không rõ ràng ấy. tức là kiểu như cứ nghe đối phương ghi bàn thì mình mới bắt đầu sốc lên thứ nhất là cũng muốn giữ được sức lực thứ hai là trong bối cảnh nói thật là ở một góc nhìn nào đó ấy, nếu mà hai trận đấu với singapore ấy, là giống như hai trận đá sân khách cả hai với nhiều người là chuyện này cũng tương đối là là ngại đấy đấy thành ra là, là... Đấy, có, có thể là hiểu vấn đề nó cũng theo nhiều cái góc tức mà. là đó cũng, cũng là một cái ý. nghĩ thế nào cũng được đúng rồi thực ra là, cái là, thể thức là, là, là ý này. anh huy vừa mới chia sẻ là câu chuyện mà đá với singapore ấy, là chúng ta trông với tôi là đá cả hai trận là sân khách đúng không ạ vì bản chất là đều sân của họ mà và, ừ. và nên nhắc lại cho anh em là, là Ờ, tất cả các trận đấu từ vòng bán kết trở đi là vâng. cả bốn đội ấy, tức là hai trận bán kết, hai cặp bán kết ấy, vâng. đều đá ở cái sân vận động quốc gia của của Singapore chứ không còn đá ở sân Bishan nữa. Ờ, sân Bishan là cái sân mà chúng ta đã đá rất là quen rồi. Ờ, mặt sân thì cũng không, không không tệ đâu đá như thế là được nhưng mà khán đài thì nó nó hẻo nó Singapore... chỉ có mấy nghìn khán giả singapore sẽ đến sân rất là khác đúng rồi và... sân vận động quốc gia của họ là rất là đẹp đấy sân ca lang của nó là cái khu quần thể đấy chính Anh là sân n cũ đập đi xây lại sân mới rồi. ngay gần nhà hát sầu riêng đấy rồi thì bây giờ tôi, tôi, tôi muốn nói tiếp một ý tức là tức là các trận đấu ở giải lần này đều không có va và. và nói thật rằng là đá với đội chủ nhà ấy trận đầu cứ cho là đè được họ thì rất dễ có tư tưởng là thua keo này ta bảy keo khác đến cái một trận sau cũng gặp họ gặp chủ nhà là bằng mọi giá Đấy cũng là một cái áp lực rất lớn Chứ còn đá Thái Lan thì hai ông đều trung lập cả Thì có cái dễ riêng của nó Đó cũng là một cái cách giải thích Tôi nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái lý của mình Và vấn đề quan trọng là bây giờ chúng ta đã xác định được đối thủ là đội tuyển Thái Lan rồi Dù muốn hay không muốn thì đây vẫn là một cái thử thách mà chúng ta buộc phải vượt qua Nếu như chúng ta muốn bảo vệ được danh hiệu vô địch lần đầu tiên Ở giải vô địch Đông Nam Á IPEC CUP Nói về đội tuyển Thái Lan Thì chúng ta khi đã xác định là mục tiêu là phải thắng thì chẳng có lý do gì để mà sợ và quan điểm của tôi là như này chúng ta đã đến vòng loại world cup tức là chúng ta đã đá với người là Siêu Út, với nhật bản với australia trung quốc oman chúng ta có thua đấy nhưng mà nếu mà chúng ta sợ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đá được Đúng rồi. kết quả chúng ta không như thế vậy thì bây giờ với thái lan đối thủ rất là quen thuộc của chúng ta một đội bóng mà trong vòng gọi là ba năm qua trong các cái cuộc giao đấu chúng ta chưa thắng một cách chính thức nhưng chúng ta cũng chơi một cách có thể nói là rất là cân bằng kết quả dưới thời của huấn luyện viên Park là rất là, là, là đáng khích lệ thì thì có cái lý do gì để mà sợ lực lượng của chúng ta là tốt thế nên là cái tâm lý nếu nói rằng là ngại Thái Lan sợ Thái Lan thì tôi xin thưa là không có đâu à, nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn đội Thái Lan một chút một cách hết sức là là nghiêm túc họ vẫn là một đội bóng rất mạnh phải không ạ họ ghi được 10 bàn thắng họ có những cầu thủ rất kinh nghiệm như Đang Đa như người là Chanathip và cái bộ khung đấy vẫn là bộ khung có thể nói là rất ổn ở huấn luyện viên Paul King ấy, khi làm việc ở bóng đá việt nam ở cấp độ câu lạc bộ thì tôi không đánh giá cao ông này lắm khi mà cái lối chơi câu lạc bộ hàn chí minh dưới cái bàn tay của huấn luyện viên này ấy, nó tương đối là cứng nó không thật sự là là đủ nhuyễn nhưng có thể câu chuyện là huấn luyện viên poking chưa hiểu lắm về bóng đá việt nam trong khi đó với thái lan ấy, thì ông này lại là một người có thâm niên và khi quay trở về với đội tuyển quốc gia Thái Lan ấy, thì không mất quá nhiều thời gian cùng với một cái lực lượng được uh, triệu tập đầy đủ nhất thì bóng đá Thái Lan đã đi những cái bước đi hết sức là 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 chắc chắn họ đá với Singapore bằng đội hình không phải mạnh nhất vẫn thắng rất là nhẹ nhàng và cái cách giải quyết các trận đấu của họ thực sự là nó nó rất là bề thế nó rất là theo cái nghĩa là uh, có uy Đúng uh, và và tôi đánh giá họ là một đội bóng rất mạnh nhưng họ vẫn có những cái điểm yếu nhất định mà tôi thì các bạn theo quan điểm của tôi vị trí trung vệ của họ là vị trí của cái anh bia đấy cái vâng. anh mà, mà, mà manuel Man Man bia manuel bia Man tầm vóc thì tốt nhưng tôi không cho rằng anh ấy là một người mà có thực sự là linh hoạt và đó có thể lại là cái lý do đó. mà khiến chúng ta có thể nhìn thấy những cái cơ hội vâng tôi cũng nghĩ như vậy đấy ờ, và rõ ràng xem thái lan thì cái sức tấn công họ rất là ghê gớm và cầu thủ trên hàng công của họ là cái khả năng tự điều chỉnh. Tức là có những tình huống mình thấy là ông kinh không có động động thái gì cả. Nhưng mà họ sẵn sàng khoét biên, khoét biên xong rồi một lúc sau họ lại vỗ trung độ Tức là cầu thủ họ đạt đến độ lọc lõi là họ có thể họ có thể tự tự cảm nhận được nó như thế nào để mà họ, họ hành động trên sân một cách phù hợp. Ông kinh cái việc của ông chỉ là sắp xếp các vị trí một cách chuẩn xác thôi. Làm sao đấy một không khí trong đội nó tốt chứ còn riêng cái bộ khung tốt nhất của thái lan là họ tự bảo nhau họ đá được cảm giác cái chuyện này rất là rõ tức là cái việc mà gọi là tự tự bảo ban nhau để mà đá được một cách có đường nét khi mà hội tụ đủ những cầu thủ tốt thì cái này tôi thấy ra việt nam nói thẳng ra như vậy và rõ ràng là họ đá rất là thuyết phục nhưng mà đúng như anh nói cái vị trí manuel Man bia là vị trí chúng ta có thể tận dụng được và và cũng bởi thế tôi tôi có một cảm nhận thế này nhé khi gặp khi gặp thái lan thì văn toàn ấy là cầu thủ mà chưa phát huy được nhiều ở vòng bảng có thể sẽ là một quân bài để mà phát huy được khi gặp Thái Lan đấy và cái, cái ở vòng bảng mọi người đều chờ đợi là ông Park phải dùng Văn Toàn nhiều hơn nhưng cảm giác Văn Toàn vẫn đang bị nén lại như một cái lò xo nén ấy thì tôi nghĩ rằng là là Văn Toàn sẽ là kể cả gặp Sinh hay là gặp Thái Lan ở vòng bảng một người như Văn Toàn sẽ phát huy được nhiều hơn thì có thể đấy là một quân bài mà mà ông Park cũng có cũng có những cái tính toán để mà anh ấy sẽ phát huy được từ những vòng trong ừ, nói luôn cái trường hợp của văn toàn nếu như văn toàn đá thì theo anh thì ai là người sẽ nghỉ với tôi là phan văn đức đấy tôi cũng nghĩ là phan văn đức phan văn đức cái kiểu như văn đức đá với thái lan và với singapore tôi tôi nghĩ rằng khó phát huy được lắm đã đó là đội... chưa kể đến cái việc mà cảm giác chơi bóng của phan văn đức vào lúc này vẫn đang còn rất là thiếu đúng rồi có vẻ như anh ấy đánh mất đi rất nhiều cái sự tự tin thì thôi thì bây giờ tôi nghĩ rằng là cái 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 việc này thì ban huấn luyện sẽ là người đưa ra cái quyết định cuối cùng thôi rồi gọi là cái thói quen chơi thói quen sử dụng uh, ý tưởng chiến thuật cũng như con người cụ thể phong độ cụ thể thì chỉ có ban huấn luyện mới đánh giá được sát nhất ờ uh, chúng ta góp ý chúng ta cảm thấy không hài lòng là chuyện bình thường nhưng vấn đề là ban huấn luyện sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng để sử dụng ai nhưng tôi và anh quang huy đều có một cái quan điểm rằng có thể sẽ sử dụng một người khác chứ không phải phan văn đức và người đó hoàn toàn có thể là văn toàn đúng văn đức tình hình này mà gặp những đội mạnh là khó phát huy gặp những đội yếu thì cũng cũng chỉ phát huy được có mức độ như vậy thôi thì tôi cho rằng là đấy cái vị trí văn toàn là tôi rất kỳ vọng sẽ sẽ tỏa sáng thế còn để mà chúng ta nói với nhau rằng thế này chúng ta đá với thái lan hai trận vòng loại là đều không thua nhưng mà thời điểm đó chúng ta có bộ khung mạnh chứ còn bây giờ đá với thái lan thì một trong những điều mà tôi lo nhất là hai cánh. Ấy. Đấy, tức là sợ thì không sợ nhưng mà để mà nói là mình phải cảnh giác thì đấy là là hai biên. Hai biên của họ rất là mạnh trong cái đó Việt Nam mình thì um, ngoài vị trí chúng ta vừa nhắc Phan văn Đức ở uh, hai biên cũng là vị trí mà mà cảm thấy gặp những đội mạnh ấy, họ khoét biên được là là khá là đáng ngại, cần có những cái sự hỗ trợ những sự bổ sung. Chúng ta hai biên là chưa đạt được cái cái độ gọi là thực sự là chúng ta hài lòng. Trong cái đó Thái Lan hai biên của họ là tôi tôi rất ấn tượng về hai người đá biên của họ họ có tiêu chuẩn của họ wow. đúng không và chúng ta trong khi đó thì cái cái độ ổn định ở mức độ cao ấy wow. nó nó chưa phải ở mức độ mà chúng ta gọi là nhìn thấy nó đủ yên tâm ờ, các phải thì uh, văn thanh văn thanh tấn tài, hoặc là tấn tài hoặc là bên trái là Hồng Duy có lúc Văn Thanh cũng sang đấy thì cái, cái 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 đôi lúc chúng ta vẫn cảm thấy nó có cái sự đó gì đó nó 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 không an tâm wow. đúng không ạ nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là trong một cái thế trận mà chúng ta gọi là đề cao cái sự chặt chẽ thì cái việc mà chúng ta quyết liệt tấn công ở thời điểm nào đó thì cũng cần phải kèm theo cái cái sự gọi là bọc lót cho các vị trí gọi là dâng cao ở ngoài biên bởi vì không có sân cao ngoài biên thì thực ra cũng khó tìm được đường vào vào, vào khu thành đối phương đúng không ạ đấy vẫn là cái con đường mà nó tương đối ổn định nhất ngắn nhất và cũng nên nhớ một điều rằng là khi họ mạnh ở ngoài biên họ có thể tấn công chúng ta thì nếu như chúng ta mà có một sự quyết liệt nhất định thì chúng ta cũng sẽ hạn chế được chính cái vị trí, cái vị trí tấn công ở ngoài biên của của đội Thái Lan đúng không ạ nhưng đấy là cái 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 một cái trò chơi mà của của các huấn luyện viên với một cái sự toan tính với một cái sự gọi là mưu mẹo nào đó để có thể tạo ra được cái lợi thế cho mình. À, còn uh, chúng ta đều hiểu rằng đây sẽ là một cái cặp đấu nó nó sẽ rất là gay cấn, nó sẽ có tính cân bằng cao và với tôi thì rất nhiều khả năng ấy những kịch bản của hai lượt trận tại vòng loại world cup vừa rồi ấy, chúng ta hòa họ hai trận không đều ấy rất có thể nó sẽ lặp lại ít nhất là một trận bởi vì là cái tính cân bằng của của hai đội là rất cao đúng rồi và có thể là hai đội sẽ không thể chơi tấn công gọi là ồ hạt được mà phải chơi một cách gọi là cẩn trọng và gọi là dè chừng nhau gọi là dình từng cái thời điểm một chứ không thể bung ra để mà đá được nhất là trận đấu đầu tiên tôi hoàn toàn đồng tình về quan điểm này tôi cho rằng là sẽ rất tương đối tự kế và trận đấu chúng ta coi là kinh điển của đông nam á có thể không hấp dẫn như mọi người hình dung cả hai trận đấu luôn không loại trừ khả năng là sẽ có một trận hòa rồi là trận kia ai đó vào tiếp thì sẽ thắng sát nút và cũng không trừ thừa năng là sẽ có thêm giờ trận đấu thứ hai chứ không đơn giản đâu rất là vật vã với cặp đấu này Đúng rồi và cũng lại phải lại một lần nữa nhắc lại với tất cả anh em rằng ở ff cup lần này khi mà tất cả các trận đấu để diễn ra trên một sân trung lập thì sẽ không có luật bàn thắng sân nhà sân khách đúng không ạ và thực ra ở châu âu bây giờ người ta cũng bỏ cái luật đấy rồi đông nam á là còn đi tiên phong anh nhớ cái giải chúng ta vô địch hai nghìn tám không là cũng không áp dụng chuyện đấy đúng rồi đúng rồi mình thắng hai một ở bangkok đúng rồi. và nếu mà để cho anh đang đa đánh đầu vào mà giữ nguyên một là không là sang người phụ thì lúc đấy anh em trên sân đã rất lo rồi việt nam hết sức rồi may mà có quả đánh đầu của công vinh rồi. đấy thì gọi là mình đi trước cả châu âu đấy thì anh huy cũng nhắc lại một cái kỷ niệm rất đẹp của bóng đá việt nam với bóng đá thái lan và tính chỉ riêng ở AFF cup tức là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ấy, mà chúng ta cùng tham gia với Thái Lan từ năm 1996 đến giờ ấy là hai đội gặp nhau tổng cộng 9 lần. Wow. Ở Việt Nam thắng có hai lần thôi. Wow. Đó là một trận năm 98, 98. anh từng thuật trên sân ở đấy đấy. Wow. Năm 2008 wow. là chúng ta thắng trên sân Bangkok, Raya wow. Mangala đúng không ạ? Th trận thắng 2-1. Đúng rồi, đúng rồi. rồi năm đấy thì chúng ta vô địch nhưng mà chỉ thắng được trận lượt đi thôi. Đúng còn rồi. trận lượt về là hòa một đều. Tức là thế này hai đội gặp nhau tất cả là từ hai đội gặp nhau tất cả là là 9 trận chín trận nhưng mà chín trận nhưng mà có 5 lần đối đầu ở vòng đấu ao chín đúng trận rồi là tất rồi cả cả vòng bảng rồi. 5 lần đấu đầu ở vòng đấu ao nhưng mà chỉ có một lần gặp nhau ở chung kết thôi đúng còn rồi. lại là 4 lần bán kết đấy rồi. gọi là kỳ phùng địch thủ nhưng mà thực ra là cái duyên bán kết nhiều hơn ở đúng sân rồi, chơi này đúng rồi. Là chung là... kết đúng một lần thôi Đúng rồi và đội tuyển thái lan là thắng nhiều hơn chúng ta đúng rồi. thắng tới 5 lần đấy và lần gần nhất là hai đội gặp nhau là ở vòng bảng của aff cup năm 2012 đội tuyển thái lan thắng chúng ta với tỷ số 3-1. Wow. văn quyết là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó à, nói như thế là chúng ta có thể hiểu được là cái thế của bóng đá thái lan nếu nhìn từ góc độ lịch sử à, thì họ nhìn hơn chúng ta nhưng à, bóng đá thì nó không phải chỉ có cái câu yếu tố đó vì thực ra chúng ta cũng đã từng vô địch rồi chúng ta cũng đã từng thắng họ trong những trận đấu mang tính quyết định rồi à, và um, bây giờ là lúc mà cần phải tính đến câu chuyện phong độ wow. và, những, và những con người hiện tại và với tôi thì bóng đá Việt Nam dù sao nữa vào lúc này đang có vị thế tốt hơn bóng đá Thái Lan tuy nhiên phong độ và cái, cái cuộc so kè này nó sẽ đem đến chúng ta một cái cuộc đấu nó cực kỳ cân bằng và thực sự rất là hết sức là khó lường đúng là như vậy ừ, đến bây giờ thì vẫn là so kè thôi nhưng mà có thể nói về mặt tổng thể thì Việt Nam đá về Thái Lan trước và sau thời của sơ là là hai cái tình thế khác nhau ừ, có thể vô địch năm 2008 nhưng mà năm đó chúng ta cũng hội tụ nhiều cái may mắn đấy và cộng với mưu lược của Calisto nữa tuy nhiên về cái thế của việt nam thời điểm đó với thái lan rất là mong manh và đơn cử là ngay sau đó gặp lại họ ở một loạt giải tiếp theo thì đều gọi là thua lấm lưng trắng bụng luôn nhưng mà từ lúc có park hang thì đá với thái lan có thể hòa là nhiều thắng được có một trận ở Kings Cup thôi nhưng cái kiểu đá nó khác và thái lan cũng nhìn mình với một cách khác tôi cho rằng là cái mốc là park hang seo đấy mặc dù chúng ta cũng đã từng vô địch trước đấy rồi tôi cũng hoàn toàn nhất trí bởi vì là cái trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên park hang seo với bóng đá việt nam ấy là trận đấu tại cái giải mời bên đất Thái Lan, giải M150 uh, ấy là khi lứa U23 trước khi đi thường châu thì ông Park Hang Seo đã là rất là mong muốn và ông đã thực hiện được giúp cho đội tuyển U23 của chúng ta thắng được U23 Thái Lan trước khi sang Trung Quốc và đó chính là một cái điểm tựa để giúp chúng ta có được niềm tin. Cái cách làm của huấn luyện viên Park Hang Seo luôn là như vậy, ông luôn tiêm vào gọi là tư duy nhận thức của các cầu thủ của mình rằng họ có thể làm được, họ có thể thắng được họ có thể vượt qua được những thử thách và vượt qua bóng đá thái lan vượt qua cái ngưỡng tâm lý đấy là điều mà chúng ta đã từng làm được với huấn luyện viên và tôi cũng nghĩ rằng là ở ipad cúp lần này trong vị thế của đội bóng vô địch chúng ta cũng sẽ lại duy trì một lần nữa dù khó khăn đương nhiên sẽ là rất nhiều uh, một chi tiết cuối cùng liên quan đến cái câu chuyện của đội tuyển việt nam anh nghĩ nguyên mạnh hay tấn trường sẽ là người được sử dụng vì tầm vóc của tấn trường rõ ràng là tốt hơn so với nguyên mạnh và bóng đá thái lan nhất là vòng bảng vừa rồi họ chơi tấn công biên à. tương đối rõ ràng quả tạt những quả đánh đầu ấy là tương đối rõ tuy nhiên mà tôi thì nhìn thấy ở uh, nguyên mạnh ấy là cái sự chắc chắn sự ổn định sự chín chắn trong đó có cả cái việc mà anh ấy chơi chân hiệu quả hơn sử dụng chân kết nối uh, các đồng đội tốt hơn hẳn so với tấn trường cũng rất là khó nói đấy nhưng mà tôi có cảm giác cái việc tấn trường xuất hiện từ trận gặp campuchia là có mục đích ông park cho làm nóng để mà dù là gặp ai ở bán kết thì, thì cũng, cũng có thể rất, sẵn sàng rất to cao ừ. đấy sinh hay Thái Lan thì đều rất tao gá. Đặc biệt là Singapore thì tôi đặt cửa luôn ở tấn trường bắt ấy, nếu mà gặp Singapore. Nếu mà gặp Thái Lan thì tôi vẫn cứ nghiêng về tấn trường và cái việc xuất hiện ở trận gặp Campuchia là như một cái khởi động của tấn trường đấy. Cũng có thể là như vậy bởi vì là tấn trường dù sao đi nữa cũng có một cái bề dày, nhất là cái bề dày ở cái giai đoạn thi đấu ở vòng loại World Cup vừa rồi. À. Đó là những trận đấu mà khó khăn nhiều nhưng mà đội tuyển Việt Nam cũng trưởng thành lên và đương nhiên với những con người như tấn trường chẳng hạn thì anh cũng tích lũy được nhiều tất nhiên là có cả những cái điểm khiếm khuyết như tôi vừa đã nhắc và... ở trên ấy thì cái đấy thì là phải phải cố gắng chỉnh sửa và né đi có tránh thể đi, đúng không? có thể ông ấy xác định là vào đến vòng trong thì vẫn dùng tấn trường nhưng mà ở vòng ngoài nhá thì chúng ta tính mà xem tấn trường bị một cái rớp với malaysia thế thì nếu như nếu như sử dụng không phải là tấn trường bắt trận gặp malaysia thì cũng nên để cho anh ta bắt từ trận đấu trước gặp lào để mà anh ta làm nóng thì đấy là lý do lựa chọn nguyên mạnh có có thể là ông park vẫn thấy một cái dớp của tấn trưởng malaysia thành ra tránh anh cho cái trận đấu đấy vâng đó là 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 chi tiết cuối cùng và uh, chúng ta hãy chờ đợi uh, những cái kết quả uh, đủ tốt của đội tuyển việt nam uh, cho dù chúng ta sử dụng uh, con người nào và cách chơi như thế nào thì chúng ta cũng đều mong mỏi là huấn luyện park hang seo sẽ một lần nữa lại thành công với đội tuyển việt nam ở AFF cup và lần này thách thức sẽ có tên là thái lan ở vòng bán kết với hai trận đấu trên đất singapore thế nhưng mà chúng ta hãy cùng hướng tới một kết quả uh, tích cực của đội tuyển việt nam ở giải đấu trường khu vực